Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai một đợt không khí lạnh mạnh dự báo sẽ tràn xuống nước ta. Nhưng mà trong hôm nay không khí lạnh sẽ dồn nén không khí ở miền Bắc và Bắc miền Trung khiến cho trời nóng như mùa hè. Tại Hà Nội dự báo nhiệt độ chiều nay sẽ lên mức là 31 độ và đây là mức nhiệt rất hiếm khi xảy ra trong giai đoạn chính đông như hiện nay. Số liệu thống kê cho thấy trong 16 năm qua, Hà Nội cũng từng có 2 lần nóng bất thường nhưng mà nhiệt độ đều chưa đến 30 độ. Còn lần này là 31 độ. Những nơi khác ở miền Bắc cũng sẽ cảm thấy nóng trong chiều nay. Nhiệt độ các thành phố đều cao, trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Thậm chí có một số điểm như là tại Hòa Bình, Mai Châu, Phú Yên, Mường La cao hơn hẳn ở mức là từ 32 đến 33 độ. Ở miền Trung chiều nay trời ít mây nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đông Hà, Huế là 30 đến 32 độ. Các thành phố ở khu vực phía Nam thì sẽ thấp hơn khoảng 1 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết sẽ là từ 29 cho đến 30 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay cũng sẽ có nắng, nhiệt độ các thành phố bao gồm thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đều từ 32 độ trở xuống, riêng có Biên Hòa và Thủ Dầu Một cao hơn 33 độ. Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiều nay trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ và độ cao sóng không quá 1,50 m. Và cuối cùng là dự báo thời tiết cho một số thành phố trong chiều và đêm nay.